Không chịu tu thân Nghĩa là không theo chánh nghiệp Người đó đối với lời giáo huấn cha mẹ Sẽ làm trái, làm phản Chúng ta thường nói Không hiếu thuận cha mẹ Ngày nay những trường hợp này không hiếm gặp trong xã hội Thậm chí con cái oán hận cha mẹ Những vấn đề như thế trong xã hội ngày trước Chắc chắn không gặp Pháp thế hay Pháp xuất thế gốc rễ đặt trên nền tảng hiếu đạo quý vị xem đại thánh đại hiền thế hay xuất thế đối với việc hiếu dưỡng cha mẹ làm rất thấu đáo phật là đạo làm thầy nó là giáo dục đạo làm thầy chắc chắn được xây dựng trên nền tảng hiếu đạo một người có hiếu với cha mẹ mới có thể tôn sư trọng đạo học nghiệp đạo nghiệp mới có thành tựu bất hiếu cha mẹ không tôn kính thầy tổ Loại này không có vị trí trong xã hội Di lệ Bên dưới có giải thích Di là làm trái Lệ là thô bạo Nên di lệ có nghĩa là phản nghiệp Hung bạo Phản nghịch Tức là ngỗ nghịch bất hiếu Những trường hợp này rất phổ biến trong xã hội Nhưng khi chúng ta chứng kiến những sự thực này Đều không ý thức được Tính chất nghiêm trọng của nó Bởi thì tùy thấy đó Nhìn thấy rồi sao Không hề quan tâm Những thứ này rất phổ biến Coi như không có Ngày nay mọi người thường cảnh giác Sự nghiêm trọng của tai nạn căn nguyên của tai nạn từ đâu mà có căn nguyên là do bất hiếu cha mẹ đó là nguồn gốc của tai nạn quý vị ý thức về vấn đề này mới hiểu được bất hiếu cha mẹ vấn đề này rất nghiêm trọng cái ác này khủng khiếp biết bao quay lưng lại với cha mẹ ngày nay rất phổ biến Tội nghiệp cá nhân họ tạo tác Sẽ ảnh hưởng xã hội Sẽ ảnh hưởng quốc gia Kéo theo tai nạn cho quả đất Nói cách khác Họ đem đến tai nạn cho quả đất Từ phương diện này quý vị thử quan sát Tội này nặng thật quá sức tưởng tượng Họ sẽ gặp báo ứng Báo ứng này không chỉ bản thân họ Họ sẽ đem tai nạn đến cho những người khác Quý vị nói tội này nặng bao nhiêu à, bố... Cha mẹ sinh con giống như oan già Nên nói chi bằng không con Phật bố... nói bộ kinh này đã nói những lời như thế Để chúng ta hiểu thật sâu sắc Hình như Phật Thích Ca Mâu Ni như đang còn sống Nói những lời đó như nhắm vào xã hội hiện đại ngoảnh đầu nhìn lại Năm đầu dân quốc không như thế này ít người bất hiếu không nhiều có những đứa con bất hiếu chăng có lâu mới nghe đến mọi người trong xã hội đều chỉ trích họ con nhà ai bất hiếu con cái bất hiếu quý vị xem ngày nay con giết cha giết mẹ giết anh em Giết thầy dạy Đi đâu cũng giết kể không hết Lúc nào cũng nghe Làm sao xã hội này không loạn Làm sao quá giải được thiên tai Ngày nay tần suốt thiên tai ngày càng nhiều Lần sau nghiêm trọng hơn lần trước Rất nhiều người đồng tu đến hỏi tôi Khi thiên tai đến sẽ làm sao? Không kể thiên tai đến hay không Cũng không kể lớn hay nhỏ Lúc nào chúng ta cũng phải nhớ Nhất tâm niệm Phật Tại sao? Niệm Phật là thiện lớn nhất trong những điều thiện không có thiện nào lớn hơn Ở đây chúng ta nói Chánh nghiệp tu thiện Chánh nghiệp Niệm Phật là chánh nghiệp Tu thiện là chánh nghiệp Buông bỏ những gì đáng buông bỏ Không nghĩ đến nó phải niệm nhớ nghĩ thật kỹ câu danh hiệu phật thế nào là nhớ nghĩ kỹ không có tạp niệm lẫn lộn vào trong gọi là nhớ kỹ ngày nay tuy chúng ta niệm phật rất nhiều vọng tưởng tạp niệm đây là bất thiện Niệm Phật tương ưng thật sự Niệm Phật một tiếng đồng hồ Trong một giờ đồng hồ đó không có giọng niệm Niệm Phật hai giờ đồng hồ Hai giờ đó không xen tạp niệm Bởi thì niệm Phật và tu thiền định không khác nhau Thiền định là ngồi không xen giọng niệm người niệm phật chúng ta ngồi đó không có vọng niệm có phật a di đà dễ tu hơn thiền định quý vị không tin cư cần thử xem ngồi đó một giờ đồng hồ xem mình có vọng niệm chăng niệm phật là dùng nhất niệm để khống chế niệm tôi dùng câu danh hiệu phật thầy thì tất cả những giọng niệm phương pháp này rất thuận tiện thiền đòi hỏi tâm rất tinh tế người tinh tế người tâm tĩnh mới dễ vào cửa thiền người hời hợt cửa đó không dễ vào nhiều vọng niệm, nhiều vọng tưởng Người đó không cách nào tu thiền Bởi thì Phật có pháp môn phương tiện Tịnh độ không có vấn đề Tịnh độ cũng cần phải Dùng Phật a di đà Thay thế tất cả những vọng niệm Sẽ không nghĩ đến những thứ khác Tại sao? Nghĩ những thứ khác đều là luân hồi lục đạo nếu nghĩ đến tham sân si mạng nghi Không chỉ luân hồi mà còn là tai nạn Nói chung phải nhớ Tham sân si mạng nghi thường đi đôi với tai nạn trên quả đất Tâm tham là nạn nước Nước biển dân những trận đại hồng thủy ngày nay là không bình thường sóng thần rất đáng sợ